Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunu TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay, ngày 27 tháng 7 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phunu TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 27 tháng 7 điều chỉnh giảm nhẹ trên thị trường xuất khẩu tại Indonesia, trong khi đó giá tiêu xô trong nước vẫn duy trì ổn định. Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 7, cộng đồng hồ tiêu quốc tế lại điều chỉnh giảm 6 USD trên tấn đối với giá tiêu đen xuất khẩu tại Indonesia và giao dịch ở mức là 3.726 USD trên tấn với mức giảm là 0,16%, trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu giảm đi 11 USD trên tấn. Số mức giao dịch là 6.451 USD trên tấn, giảm 0,17% so với phiên trước đó. Giá tiêu đen xuất khẩu của Brazil vẫn duy trì ổn định ở mức 2.900 USD trên tấn. Còn tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng giao dịch ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Trong khi đó tại Việt Nam, giá tiêu đen và tiêu trắng ổn định với tiêu đen xuất khẩu loại 500 g trên lít và 550 g trên lít giao dịch ở mức 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn. Trong khi đó giá tiêu trắng xuất khẩu là 5.000 USD trên tấn. Thưa các bạn, trên thị trường Ấn Độ, kết thúc phiên giao dịch ngày 26 tháng 7, giá thị trường hiện tại của các loại gia vị chính trên sàn Kochi Ấn Độ với loại hạt tiêu bị cắt xén, tức là hạt tiêu chọn ở mức 600 rupee 1 kg và hạt tiêu chưa cắt xén, loại hạt tiêu xô ở mức 580 rupee 1 kg. Nếu tính theo tỷ giá chéo của đồng Việt Nam với đồng rupee Ấn Độ, 1 rupee là 288,52 đồng Việt Nam. Hiện giá tiêu ở thị trường này có mức giá là 173.000 đồng và 167.000 đồng 1 kg, tăng 100 rupee trên 1 kg so với phiên trước đó. Lý giải về giá tiêu Ấn Độ tăng mạnh trở lại, các thương nhân ở bang Kerala chỉ ra là do thời tiết thay đổi thất thường và có thể ảnh hưởng xấu đến sản xuất. Có những dự đoán sản lượng hồ tiêu sẽ giảm mạnh vào năm tới. Điều này thúc đẩy các công ty sản xuất, thu mua và tiêu thụ số lượng lớn. Trong khi đó, những người đang có trong tay kho tiêu không đưa hàng vào thị trường với hy vọng giá có thể tăng cao. Với mùa lễ hội đang đến, họ dự đoán giá tiêu sẽ tăng hơn nữa. Thị trường Ấn Độ có xu hướng tăng từ nay đến cuối năm. Điều này có khả năng tác động tích cực đến thị trường hồ tiêu trên thế giới. Thưa các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ ghi nhận giá tiêu ổn định ở các địa phương trồng tiêu trọng điểm với mức giá thu mua từ 68.000 đồng tới 70.500 đồng 1 kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức 69.500 đồng tới 70.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu sáng nay thu mua quanh mức 68.000 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Phú Yên, ghi nhận ở mức là 68.100 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sáng nay thu mua quanh mức giá là 70.500 đồng 1 kg. Trong khi đó tại tỉnh Bình Phước, thu mua ở mức 70.000 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 69.500 đồng 1 kg. Thưa các bạn, nhận định về thị trường tuần trước thì bản tin mới nhất của Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho thấy sau 5 tuần ổn định, giá tiêu Ấn Độ ghi nhận tăng mặc dù đồng rupee của Sri Lanka giảm 3% so với đồng USD, nhưng giá tiêu nội địa ở nước này vẫn tăng trong tuần qua. Giá tiêu giao dịch nội địa và xuất khẩu của Indonesia đều ổn định trong tuần qua, trong khi đó giá tiêu nội địa ở Malaysia tiếp tục tăng trong tuần qua, một phần từ việc đồng ringgit của Malaysia tăng 2% so với đồng USD. Trong khi đó giá tiêu xuất khẩu thì vẫn duy trì ổn định. Giá tiêu nội địa và xuất khẩu của Việt Nam cũng ghi nhận sự ổn định và không thay đổi trong tuần qua do thị trường khá trầm lắng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Phunu TV. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.